Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spy Room giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Và hôm nay, mình, Thính Đót, sẽ mang đến cho các bạn một bài viết nữa về chủ đề lịch sử. Bài viết này có tên Chiến tranh Mậu Thìn và sự chấm dứt của Mạc Phủ Tokugawa. Vào cuối thế kỷ 19, chế độ phong kiến ở đa phần các quốc gia phương Đông rơi vào tình trạng suy yếu trầm trọng. Phần lớn là do chính sách bế quan tỏa cảng, bài trừ phương Tây. Nhật Bản cũng không phải là một ngoại lệ, quốc đảo này khi ấy đang bước vào giai đoạn cuối của thời kỳ Mạc Phủ Tokugawa. Người Nhật gọi thời kỳ này là Mạc Mạt, Bakumatsu. Về lý mà nói thì Mạc Phủ Tokugawa đã có công ổn định đất nước và thực sự chấm dứt thời chiến quốc. Nhưng chính sách bài trừ phương Tây của Mạc Phủ lại khiến Nhật Bản trở nên lạc hậu, kém phát triển và nghèo đói. Tuy vậy Nhật Bản không hẳn là hoàn toàn tuyệt giao với phương Tây, họ vẫn giao thương với người Hà Lan. Nhưng các tướng quân, Shogun cũng chẳng mặn mà gì lắm với việc giao thiệp với phương Tây. Chính vì lẽ đó mà tình trạng lạc hậu của người Nhật Bản kéo dài cho đến tận năm 1853, năm được coi là bắt đầu Mạc Mạt, mới tạm chấm dứt khi chính sách bế quan tỏa cảng Shogaku, tỏa quốc kết thúc. Tuy nhiên, sự yếu kém của Mạc Phủ đã lộ rõ khi Mạc Phủ liên tục ký kết những hiệp ước với Mỹ, Anh, Pháp và Hà Lan nhưng lại hoàn toàn bất lợi cho Nhật Bản. Điều này đã khiến cho người dân trở nên cực kỳ bất mãn. Mặt khác, triều đình Nhật Bản đứng đầu là Thiên Hoàng, từ lâu đã nung nấu ý định lấy lại quyền lực từ tay tầng lớp võ sĩ, đã bắt đầu nắm ngay lấy cơ hội này. Và như chúng ta đã biết, cuộc duy tân minh trị kéo dài từ năm 1866 đến năm 1869 thực sự đã thay đổi toàn bộ bộ mặt của đất nước Nhật Bản. Nhưng cuộc duy tân minh trị này đã không thể thành công triệt để nếu không chấm dứt được hoàn toàn chế độ Mạc Phủ đã cũ nát. Bởi vì thế, một cuộc chiến đã xảy ra giữa hai phe ủng hộ Thiên Hoàng và ủng hộ Mạc Phủ. Cuộc chiến diễn ra từ năm 1868 cho đến năm 1869 và được gọi là chiến tranh Boshin, Mậu Thìn. Mạc Mạt là danh từ dùng để chỉ những năm cuối cùng của thời kỳ Edo, thời kỳ Mạc Phủ Tokugawa, đóng ở Edo. Thực ra mà nói thì nó là sự suy tàn của Mạc Phủ đã bắt đầu từ khá lâu trước đó, không phải là đến tận năm 1853 mới bắt đầu. Nhưng năm 1853 là năm đánh dấu sự kiện quan trọng của thời kỳ này. Đó là sự kiện hạm đội 4 tàu chiến lớn của Hoa Kỳ dưới sự chỉ huy của Phó Đề đốc Hải quân Matthew C. Perry xuất hiện ngoài khơi vịnh Edo và yêu cầu Mạc Phủ mở cảng để đón tiếp. Người được giao nhiệm vụ thương thuyết với Perry là Abe Masahiro, trưởng quan hội đồng tối cao. Abe phải đứng giữa ý muốn của ba thế lực. Hội đồng tối cao của Mạc Phủ thì muốn thỏa hiệp với người ngoại quốc, triều đình thì lại muốn giữ khoảng cách nhất định, còn các lãnh chúa thì lại muốn chiến tranh để chứng tỏ sức mạnh của Nhật Bản với người ngoại quốc. Bởi vì các phe cánh không thể có được sự nhất trí cần thiết, cuối cùng Abe đưa ra quyết định đồng ý chấp nhận những điều khoản của Perry, mở cửa một số khu cảng cho tàu thuyền Hoa Kỳ và buôn bán. Mặt khác, Mạc Phủ vẫn chuẩn bị để đề phòng chiến tranh có thể xảy ra. Tháng 3 năm 1854, Hiệp ước Kanagawa được ký kết, Nhật Bản mở cửa 3 bến cảng là Nagasaki, Shimoda và Hakodate để cho các tàu săn cá voi Hoa Kỳ cập cảng nhận đồ mua dự trữ. Bảo đảm đối xử tốt với các thủy thủ Hoa Kỳ bị đắm tàu và cho phép lãnh sứ quán Hoa Kỳ mở cửa tại Shimoda. Tuy nhiên, bản hiệp ước này lại khiến dân chúng có cái nhìn tệ hơn với Mạc Phủ. Các chư hầu thân cận của Mạc Phủ cũng không có mấy thiện cảm với việc ký kết Hiệp ước Kanagawa. Trong nỗ lực tìm kiếm thêm các đồng minh, Abe đã gây bàng hoàng khi bỏ qua những lời khuyên của các gia tộc chư hầu thân cận, gọi tắt là những lãnh chúa Fudai. Những gia tộc trung thành nhất với Mạc Phủ lại nhờ có sự hỗ trợ của các gia tộc kém thân thiết hơn, các lãnh chúa Tozama, các gia tộc từng chống chọi với Tokugawa và chỉ trở thành chư hầu sau trận Sekigahara, và các lãnh chúa Shinpan, các họ hàng xa của Tokugawa. Điều này đã nâng cao sự bất mãn trong lòng các dân tộc Fudai, những người ủng hộ trung thành nhất của Mạc Phủ từ trước đến nay. Gốc rễ quyền lực của Mạc Phủ đã lung lay, nay lại càng lung lay hơn. Tuy Abe đã đem đến một số phát triển cho quân sự khi hợp tác với người Hà Lan để chế tạo tàu chiến chạy hơi nước,
thành lập trung tâm huấn luyện hải ngoại ở Nagasaki và thành lập trường quân sự theo lối phương Tây ở Edo. Nhưng sự chống đối của các lãnh chúa Fuidai ngày càng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng dẫn đến việc Abe bị thay thế vị trí ở hội đồng tối cao năm 1855 bởi Hotta Masayoshi. Cầm đầu nhóm chống đối này, Togunawa Nariaki, người nắm trong tay phần lớn quân đội. Về phía Hoa Kỳ, sau khi được ký kết hiệp ước Kanagawa, được sự đồng ý về việc thành lập một lãnh sứ quán tại Shimada, Hoa Kỳ đã bổ nhiệm Townsend Harris làm lãnh sự Hoa Kỳ. Sau 2 năm đàm phán với Mạc Phủ, hiệp ước hữu nghị và thương mại được ký kết vào năm 1858 và chính thức có hiệu lực vào năm 1859. Để thuyết phục Mạc Phủ ký kết hiệp ước này, Harris đã chỉ ra rằng nếu không có sự ủng hộ hay bảo trợ của Hoa Kỳ, Nhật Bản rồi cũng sẽ là miếng mồi để các đế quốc Anh Pháp xâu xé. Harris mượn cớ cuộc chiến tranh Nha Phiến lần 2 1856-1860 giữa Liên quân Anh, Pháp và Nhà Mãn Thanh. Kết cục là Nhà Mãn Thanh bại trận và phải ký hòa ước Thiên Tân. Và chỉ ra rằng sớm muộn các quốc gia kia cũng kiếm cớ gây chiến với Nhật Bản. Vì vậy Nhật Bản cần sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ để thiết lập nền hòa bình vững vàng. Vì thế Mạc Phủ đã quyết định đồng ý ký hiệp ước hữu nghị và thương mại. Bản hiệp ước này bao gồm những điểm chính sau đây: trao đổi các nhân viên ngoại giao giữa hai nước. Edo, Kobe, Nagasaki, Niigata và Yokohama mở cửa để giao thương với người nước ngoài với tư cách là hải cảng. Công dân Hoa Kỳ có thể sống và buôn bán theo ý thích ở những cảng này, chỉ trừ thuốc phiện bị cấm. Một hệ thống đặc quyền ngoại giao, theo đó người nước ngoài được tuân theo luật của tòa án lãnh sự thay vì hệ thống luật của Nhật Bản. Thuế xuất nhập khẩu cố định, bị giám sát bởi quyền kiểm soát quốc tế, do đó lấy đi quyền kiểm soát giao thương của chính quyền Nhật Bản và sự bảo hộ với nền công nghiệp quốc nội. Tỷ lệ này xuống tới mức thấp nhất là 5% trong những năm 1860. Nhật Bản được quyền mua tàu và vũ khí của Mỹ, 3 tàu hơi nước Mỹ được giao cho Nhật vào năm 1862. Một điều dễ thấy là các điều khoản này đều có lợi cho phía Hoa Kỳ và bất lợi cho phía Nhật Bản. Không những thế, nó còn là tiền lệ cho các quốc gia khác như Hà Lan, Nga và Pháp đưa ra các quyền tương tự và ký kết các hiệp ước. Chính sách tỏa quốc tuy chấm dứt, nhưng cái giá đánh đổi là Nhật Bản đứng trước nguy cơ bị xâm lấn bởi các nước phương Tây. Bản thân Mạc Phủ nói chung và cá nhân Hotta Masayoshi hoàn toàn đánh mất sự ủng hộ của các lãnh chúa lớn. Người dân bất mãn, thậm chí cả thiên hoàng cũng phải phản đối những quyết định này. Khi Hotta quay sang cầu cứu sự hỗ trợ từ triều đình, nhận ra sự yếu thế của Mạc Phủ, triều đình đã lập tức phản đối và điều này gián tiếp đã đưa thiên hoàng và triều đình quay trở lại việc chính trị. Suốt hàng trăm năm triều đình không thể can dự vào được việc chính trị do ảnh hưởng của các Mạc Phủ. Hotta Masayoshi sau đó đã từ chức. Ít năm sau đó, tướng quân Tokugawa Ieyasu qua đời vào năm 1858 mà không có người kế vị. Nắm lấy thời cơ này, Tokugawa Nariaki, người nắm giữ quân đội trong tay, đã đề nghị triều đình ủng hộ con trai ông là Tokugawa Yoshinobu nhận chức tướng quân. Yoshinobu có được sự ủng hộ từ các lãnh chúa Toyama và Shinpan và vấp phải sự phản đối của các lãnh chúa Fudai. Đứng đầu là Naosuke. Cuối cùng các lãnh chúa Fudai giành chiến thắng. Yoshinobu và cha là Nariaki bị giam lỏng. Lãnh chúa Lee Naosuke thực hiện hàng loạt cuộc thanh trừng từ năm 1858 đến năm 1860, bắt giữ và xử tử những kẻ chống đối Mạc Phủ. Đến năm 1860, Lee Naosuke bị ám sát ở Sakuradamon. Những cuộc thanh trừng đẫm máu kết thúc. Đến năm 1866, tướng quân Tokugawa Imemuchi qua đời. Yoshinobu nhận chức và trở thành Chinji đại tướng cuối cùng. Mặc dù khủng hoảng chính trị tạm thời kết thúc và yên ổn, sau khi Lee Naosuke bị ám sát thì cái nhìn của người dân về phía Mạc Phủ không hề cải thiện mà ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Việc mở cửa nước Nhật cho ngoại thương không kiểm soát đã dẫn đến nhiều bất ổn đối với nền kinh tế Nhật Bản. Trong khi nhiều nhà kinh doanh phát đạt, nhiều người khác lại đi đến lụi bại. Thất nghiệp và lạm phát gia tăng. Thật trùng hợp, các nạn đói lớn cũng khiến giá lương thực tăng lên chóng mặt. Hệ thống tiền tệ Nhật Bản sụp đổ. Theo truyền thống, tỷ giá trao đổi giữa vàng và bạc ở Nhật Bản là 1/5, trong khi tỷ giá của thế giới là 1/15. Việc này dẫn đến việc vàng bị người ngoại quốc săn lùng giao giết và cuối cùng buộc Nhật Bản phải hạ tỷ giá xuống. Không chỉ có vậy, người nước ngoài cũng đem đến Nhật Bản cả những loại bệnh tật mới, ví dụ như dịch tả đã giết chết hàng ngàn người. Căng thẳng giữa người Nhật Bản và người nước ngoài leo thang liên tục mà không có điểm dừng. Henry Hoskin, thông dịch viên người Hà Lan của Townsend Harris,
bị các kiếm sĩ giết chết vào tháng 1 năm 1861. Cũng trong năm đó, công sứ Anh ở Edo bị tấn công, hai người chết. Trong thời kỳ đó, cứ mỗi tháng lại có một người nước ngoài bị giết. Tháng 9 năm 1862, xảy ra sự kiện Richardson. Theo đó, quân đội nước ngoài tiến hành những hoạt động quyết định để bảo vệ người ngoại quốc và đảm bảo sự thi hành của các điều khoản trong hiệp ước. Tháng 5 năm 1863, công sứ Hoa Kỳ ở Edo bị thiêu sống. Chiến tranh chống phương Tây tiến xa hơn bằng việc nổ ra các cuộc xung đột công khai khi thiên hoàng Khomeini phá vỡ truyền thống hàng trăm năm khi đích thân đứng ra ban chiếu chỉ đánh đuổi ngoại xâm vào năm 1863. Gia tộc Mori ở Shimonoseki là gia tộc đầu tiên hưởng ứng và bắt đầu hành động để trục xuất tất cả những người ngoại quốc. Lãnh chúa Mori Takachika công khai bất tuân lệnh mặc phủ, ra lệnh bắn bỏ tất cả những tàu ngoại quốc nào đi qua eo biển Shimonoseki. Dưới sức ép từ thiên hoàng, cũng như ngày càng nhiều gia tộc đứng lên hưởng ứng chiếu chỉ, mặc phủ đã phải ban hành tuyên cáo về việc chấm dứt quan hệ với người nước ngoài. Lệnh này được đưa đến các công sứ nước ngoài ngày 24 tháng 6 năm 1863. Lệnh của tướng quân nhận từ Kyoto rằng các cảng sẽ bị đóng cửa và người nước ngoài bị trục xuất vì người dân nước này không muốn giao lưu với người ngoại quốc. Đáp lại bản tuyên cáo này, người đứng đầu lãnh sứ quán Anh ở Edo đã hồi đáp bằng những lời mạnh mẽ và coi như tuyên cáo của mặc phủ có ý nghĩa là một lời tuyên chiến. Điều này thực tế là một lời tuyên chiến của Nhật Bản chống lại các cường quốc đã ký hiệp ước, và kết quả của nó nếu không phải là sự ngừng lại thì đất nước này sẽ phải đền tội bằng hình phạt nghiêm khắc và thích đáng nhất. Một đoàn sứ bộ thứ hai của Nhật được gửi đến châu Âu vào tháng 12 năm 1863 với nhiệm vụ giành được sự ủng hộ của châu Âu trong việc phục hồi lại việc đóng cửa giao thương của Nhật như trước và đặc biệt là chấm dứt việc tiếp cận với cả bến Yokohama của người nước ngoài. Đoàn sứ kết thúc hoàn toàn thất bại vì các cường quốc châu Âu không thấy có lợi gì từ việc đưa ra yêu cầu mềm mỏng hơn. Những căng thẳng liên tiếp cuối cùng đã dẫn đến một loạt các hành động can thiệp quân sự từ các nước phương Tây từ năm 1863 cho đến năm 1865. Bắt đầu bằng trận hải chiến tại Shimonoseki vào tháng 7 năm 1863. Tàu khu trục cỡ nhỏ USS Wyoming dưới sự chỉ huy của đại tá hải quân Mark Dogo tiến vào eo biển và chạm trán trực tiếp với tàu chiến do Mỹ đóng nhưng có thủy thủ kém hơn của quân đội nổi dậy. Sau gần 2 giờ chiến đấu trước khi rút lui, McDougall đã đánh chìm được một tàu lớn và đánh bị thương nặng 2 chiếc thuyền khác, giết 40 người Nhật Bản. Tàu Wyoming cũng chịu tổn thất với 14 người chết và bị thương. 2 tuần sau hải chiến Shimonoseki, tháng 8 năm 1863, quân đội đổ bộ với 2 tàu chiến, tàu Tancredi và Dupleix cùng 250 người dưới sự chỉ huy của đại tá hải quân Benjamin Lorraine, can quét vào Shimonoseki và thiêu hủy một thị trấn nhỏ. Cùng tháng đó, trận bắn phá Kagoshima diễn ra, hải quân Hoàng gia Anh nã súng vào thị trấn Kagoshima để trả đũa cho sự việc Numamugi trước đó. Các thương nhân người Anh không chịu xuống ngựa chào khi lãnh chúa Shimazu Hitamitsu cùng đoàn tùy tùng đi qua. Điều này khiến các samurai nổi giận và vung gươm truy sát họ. Cuối cùng thương nhân là tên Richardson chết, hai người khác bị thương. Các lãnh chúa của phiên Satsuma sau đó đàm phán và chịu bồi thường 25.000 bảng, nhưng không trao người đã giết Richardson. Để đổi lại một hiệp ước theo đó, Anh sẽ cung cấp tàu chiến hơi nước cho Satsuma. Cuộc giao tranh này thực sự đã thành khởi đầu cho mối quan hệ giữa phiên Satsuma và Anh, một mối quan hệ đóng vai trò rất quan trọng về sau này. Các lãnh chúa phiên Satsuma ngay từ đầu đã ủng hộ việc mở cửa và hiện đại hóa Nhật Bản, và sự việc Namamugi chỉ là điều đáng tiếc. Một năm sau đó, tháng 8 năm 1864, quân đồng minh bao gồm Anh, Pháp, Hà Lan và Hoa Kỳ tiến hành cuộc chiến chống lại lãnh chúa Mori Takachika tại Shimonoseki. Kết cục là quân đồng minh thắng lợi và nhân đó họ đòi mặc phủ bồi thường khoảng chiến phí là 3 triệu USD. Hoặc thế hoặc chấp nhận những điều khoản mới. Dĩ nhiên số tiền 3 triệu USD là quá lớn với một mặc phủ đã nghèo kiệt quệ, cho nên họ đã nhanh chóng chấp nhận các điều khoản mới của phương Tây. Theo đó, quân đồng minh chấp nhận hạ mức chiến phí xuống, đổi lại, thiên hoàng phải phê chuẩn hiệp ước Harris, hạ thuế nhập khẩu xuống 5% và mở hải cảng Hyogo cùng Osaka. Để gia tăng sức ép, một hạm đội 4 tàu của Anh Quốc, 1 tàu của Hà Lan và 3 tàu của Pháp được điều đến cảng Hyogo vào tháng 11 năm 1865. Rất nhiều cuộc đột kích được quân đội nước ngoài triển khai. Đến khi thiên hoàng cuối cùng chấp nhận hiệp ước, cho phép mặc phủ toàn quyền thương quyết với phương Tây.
Cuộc giao tranh này tuy có quy mô không thực sự lớn, nhưng nó là điều minh chứng rằng một nước Nhật Bản nghèo nàn, lạc hậu như thế này chưa thể nào đủ sức để đối đầu trực diện với các nước phương Tây. Vì thế, rất nhiều các gia tộc Nhật Bản, mà tiêu biểu là các gia tộc phiên Chōshū và phiên Satsuma, đã nỗ lực hết mình để biến Nhật Bản trở thành một quốc gia hiện đại và mạnh mẽ, có thể đối đầu với những đế quốc phương Tây. Mạc phủ đến lúc này đã suy yếu lắm rồi, mặc dù Tokugawa Yoshinobu đã cầm quân dẹp được yên loạn Hamaguri, khi quân đội Chōshū tiến hành đảo chính ở Kyoto để chiếm thành phố nhưng thất bại, thì chỉ vài năm sau, Mạc phủ gần như không còn có thể kiểm soát được ở đất nước mình nữa. Phần lớn các gia tộc đều công khai chống đối và phớt lờ mệnh lệnh từ phía Edo. Với một nỗ lực giành lại chính quyền, dẹp yên các thế lực chống đối và ngăn cản Thiên Hoàng Minh Trị mới lên ngôi, tái chiếm quyền lực, Tokugawa Yoshinobu đã tiến hành chiến tranh để hy vọng vực dậy Mạc phủ đang trên bờ sụp đổ. Năm 1868, chiến tranh Mậu Thìn bắt đầu. Sau khi Mạc phủ dẹp yên được cuộc nổi loạn Hamaguri, phiên Chōshū bề ngoài thì tỏ ra không chống đối gì Mạc phủ nữa, nhưng bên trong họ ngầm liên minh với phiên Satsuma. Năm 1866 như đã nói, tướng quân Tokugawa Imochi qua đời. Cùng năm đó, Thiên Hoàng Kome cũng từ trần. Tokugawa Yoshinobu sau này thường được biết về tên Keiki lên kế vị chức tướng quân. Thiên Hoàng Minh Trị lên ngôi khi mới 15 tuổi. Mặc dù còn trẻ, nhưng Thiên Hoàng Minh Trị có ý chí không kém gì ai. Ngày 9 tháng 11 năm 1867, mật chỉ ban xuống cho các lãnh chúa tại hai phiên Satsuma và Chōshū, lệnh rằng giết tên phản bội Keiki. Nhưng tướng quân Keiki đã đi trước ông một bước. Ông đồng ý từ chức tướng quân và tuyên bố trao trả quyền lực lại cho Thiên Hoàng, đồng ý trở thành công cụ thực thi mệnh lệnh của Hoàng gia. Mạc phủ Tokugawa về lý đã chấm dứt, nhưng thực tế mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Mạc phủ Tokugawa là cả một bộ máy chính quyền khổng lồ và phức tạp. Mặc dù người đứng đầu đã từ chức, nhưng bản thân cái hệ thống bộ máy này vẫn còn tồn tại và chẳng có điều gì xóa bỏ được. Gia tộc Tokugawa tuy đã suy yếu nhưng vẫn không thể xem thường. Họ vẫn có nhiều gia tộc lớn ủng hộ, điển hình như các gia tộc của phiên Aizu hay là phiên Takamatsu. Mặc dù vậy, phiên Chōshū và phiên Satsuma vẫn quyết định tiến hành bạo loạn. Ngày 3 tháng 1 năm 1868, hai phiên này tổ chức bạo loạn, chiếm lấy Hoàng Cung ở Kyoto và sau đó dàn xếp để Thiên Hoàng Minh Trị ra tuyên bố phục hồi quyền lực. Saigo Takamori, người sau này được mệnh danh là Samurai cuối cùng, ép Hội đồng Hoàng gia bãi bỏ chức vị trinh dị đại tướng quân và ra lệnh bắt giữ, tịch thu đất đai của Keiki. Về phía Tokugawa Keiki, ban đầu thì ông tỏ vẻ chấp nhận các yêu sách này, nhưng đến ngày 17 tháng 1, ông tuyên bố rằng sẽ không chịu sự trói buộc vô lý này của Thiên Hoàng và sẽ chống lại nó. Đến ngày 24, Keiki quyết định hành quân về Kyoto để chiếm lại thành phố này từ tay của phiên Chōshū và phiên Satsuma. 3 ngày sau, quân đội hai bên chạm trán tại gần địa điểm Toba và Fushimi. Trận chiến Toba Fushimi bắt đầu. Về phía Mạc quân, họ có 1.500.000 quân, gấp 3 lần quân số của liên quân Chōshū Satsuma. Quân của Chōshū Satsuma, Sacho, thường được gọi là các nghĩa duy tân hoặc nhương di chí sĩ, bắt nguồn từ phong trào Sonojoy, tôn vương nhương di. Ai hay xem hoặc đọc Gintama hoặc Rurouni Kenshin chắc không lạ lẫm gì với cụm từ này. Mặc dù quân Satcho chỉ có 5.000 quân, nhưng nhờ vào mối quan hệ đẹp giữa phiên Satsuma và Anh quốc mà họ được trang bị vũ khí hiện đại hơn, họ có cả lựu đạn, súng máy. Mạc quân đông hơn, gồm lực lượng phiên Kuwana, phiên Aizu sau đó có cả lực lượng Senshigumi. Tân Đảng, tổ chức được thành lập để trấn áp những kẻ phản đối Mạc phủ. Tuy đã được các chuyên gia quân sự Pháp huấn luyện, phần lớn Mạc quân vẫn sử dụng vũ khí truyền thống là giáo và kiếm, mà thậm chí lính súng hỏa mai của họ còn nhiều người không có đạn. Khoảng 5 giờ chiều ngày 21 tháng 1, quân tiên phong Mạc quân tiến đến các đồn tiền phương của Satsuma ở Toba. Sau khi từ chối cho phép quân đội Mạc phủ đi qua một cách hòa bình, quân Satsuma nổ súng từ bên sườn, một viên đạn của Satsuma bắn trúng một giá đỡ, trúng cạnh ngựa của chỉ huy Mạc quân là Takigawa Tomotaka, khiến con ngựa hoảng hốt và hất ông xuống đất, và khiến tiền quân của Mạc quân rối loạn. Chỉ huy quân tiên phong Mạc quân, Sasaki Tada Saburo, ngay lập tức ra lệnh tấn công các xạ thủ của Satsuma. Nhưng vì Mạc quân đa phần chỉ có giáo và kiếm, cho nên không đấu lại được với quân Satsuma. Tổn thất nhiều, nhưng Mạc quân đông hơn, cho nên thế trận vẫn tạm thời ngang hàng. Mặc tình hình ở Fushimi cũng tương tự như vậy,
Mạc Quân và quân Sacho cũng bất phân thắng bại. Sang ngày hôm sau, Iwakura Tomomi, một trong các lãnh đạo của Choshu Satsuma, trao cho Okubo Toshimichi và Saigo Takamori, hai trong số ba người của Duy Tân Tam Kiệt, chiếu chỉ giả mạo của Thiên Hoàng, đại ý nói rằng Keiki và Mạc Quân là những kẻ phản bội, cho phép hai người xuất quân chinh phạt, được dùng cờ hiệu của triều đình. Mà thực ra đúng cờ hiệu cũng là giả nốt, được Okubo làm trước đó cả mấy tháng với số lượng lớn và chữ sẵn, chỉ chờ có dịp là lôi ra dùng. Iwakura còn đi một nước cờ cao tay hơn là mời hoàng tân Yoshiaki, một đứa bé 12 tuổi làm tổng tư lệnh. Điều này đã biến quân Sacho thành quân đội chính quy của Thiên Hoàng, và mặc nhiên Mạc Quân trở thành quân phản nghịch. Cái mà quân Sacho cần là tính chính danh. Và với hai hành động trên của Iwakura, quân Sacho đã thành quân chính quy và có đủ danh nghĩa để chinh phạt Mạc Quân. Đến ngày 29, khi hai phe đang chiến đấu thì cờ thêu kim tuyến của Thiên Hoàng xuất hiện trên chiến trường. Khi thấy cờ, Mạc Quân hoảng loạn, còn quân Sacho thì lập tức phấn chấn và đồng thời xông lên tấn công. Mạc Quân cố gắng phản công nhưng thất bại, hàng ngũ bị vỡ và phải rút lui. Khi nghe tin về thất bại của Toba Fushimi tại thành Osaka, Keiki được các tướng lĩnh khuyên nên thân chính ra trận. Tuy thế, hoảng loạn khi biết cờ thêu kim của Thiên Hoàng xuất hiện, Keiki bỏ chạy khỏi Osaka và tiến về Edo. Khi Mạc Quân biết tin thủ lĩnh của họ đã rời bỏ, hầu hết đều mất sĩ khí chiến đấu. Thành Osaka đầu hàng mà không chống cự gì, mặc dù Mạc Quân đông hơn rất nhiều và nếu cố chết mà đánh thì có thể họ đã thắng. Diễn ra đồng thời với trận Toba Fushimi là trận chiến Awa giữa quân Sacho và Mạc Quân. Dù có quy mô nhỏ, quân Sacho có một tàu chiến và hai tàu vận tải. Đây là chiến thắng hiếm hoi của Mạc Quân trong toàn bộ cuộc chiến. Tháng 2, đại sứ Pháp Leon Rossel đã đưa ra một kế hoạch để chặn đứng bước tiến của quân Sacho tại thành Odawara. Cứ điểm cuối cùng chắn giữa Edo và quân Sacho, nhưng Keiki lại từ chối dùng kế hoạch này. Đầu tháng 3, dưới sức ép của công sứ Anh Harry Parkes, các nước ký một bản hiệp định trung lập nghiêm ngặt. Theo đó họ không thể can thiệp hay hỗ trợ gì quân sự cho cả hai phía cho đến khi chiến tranh kết thúc. Phía quân Sacho, sau khi chiến thắng tại Toba Fushimi, bắt đầu tiến quân về Edo và chia làm 3 đội quân đi trên 3 đường khác nhau. Tàn quân của Mạc Quân sau trận Toba Fushimi gồm lực lượng quân của Shishengumi và một số tàn quân còn sót lại, tổng có hơn 300 người, được chỉ huy bởi Kondo Isami và cố thủ tại Katsunuma. Quân Sacho đầu tiên chiếm được thành Kofu dù gặp đôi chút khó khăn, sau đó gặp Mạc Quân tại Katsunuma vào ngày 29 tháng 3. Với quân số vượt trội 3.000 so với 300, quân Sacho thắng lợi dễ dàng, Mạc Quân mất 197 người. Kondo Isami cố chạy về Aizu, nhưng cuối cùng thì bị bắt ở Chiba và ít lâu sau bị xử tử. Trận thua này của Mạc Quân ở Koshu Katsunuma cùng với cái chết của Kondo Isami càng làm tinh thần Mạc Quân trở nên rệu rã và góp phần khiến Edo đầu hàng vô điều kiện. Mặc dù Keiki đã đầu hàng, nhưng một số các gia tộc phía Bắc vẫn tiếp tục kháng cự cho đến cuối cùng. Họ ủng hộ Aizu và thành lập liên minh chống lại triều đình vào tháng 5. Liên minh gồm các gia tộc như phiên Sendai, Yonezawa, Aizu, Shonai và Nagaoka với khoảng 5 vạn quân. Họ đưa một quý tộc là Kitashirakawa Oshihisa lên ngôi minh chủ, trong đó hạm đội của đô đốc Enomoto Tekiaki, người đã chiến thắng hải quân Awa, thì neo ở gần Sendai. Mặc dù quân của họ đông, nhưng vấn đề cốt yếu vẫn là trang bị rất kém và hầu như chỉ có vũ khí truyền thống. Quân của lãnh chúa Nagaoka thì có thu được khá nhiều vũ khí hiện đại như 2 khẩu súng máy và 2.000 khẩu súng trường Pháp. Với số trang bị này, lãnh chúa Nagaoka đã đánh thắng quân triều đình trong trận Hokesu, nhưng cũng bị thiệt hại nặng và sau đó bị chiếm lại vào ngày 19 tháng 5. Quân triều đình sau đó tiếp tục tiến đến phía Bắc, tiếp tục đánh thắng Mạc Quân trong trận đèo Bonari. 700 Mạc Quân gồm tan quân của Shishengumi, quân đội của một số phiến quân liên minh phía Bắc chỉ huy bởi Otori Keisuke và Hishikata Toshijo chống lại 2.000 quân triều đình, bị áp đảo. Mạc Quân nhanh chóng thất bại và phải rút về phía sau đền Sendai, nơi hạm đội của Enomoto Takeaki đưa họ đi di tản đến Hokkaido. Sau khi chiến thắng trận đèo Bonari, cửa ngõ dẫn đến Aizu đã mở toang về quân triều đình và nhanh chóng tập hợp lại đại quân với thành Wakamatsu và sau đó tiến đến thành Toshigura, thủ phủ Aizu. Quân triều đình lần này cũng áp đảo về quân số 1.500.000 quân, trong khi Aizu chỉ có 5.000. Quân Aizu có lợi thế là họ là bên thủ trong thành.
mà khi công thành thì phe công bao giờ cũng sẽ chịu tổn thất nhiều hơn. Nhưng thực sự thì không có một trận chiến nào thật sự trong suốt một tháng bị bao vây. Quân triều đình chỉ đơn giản là bao vây thành, mà cũng chẳng vội vàng tấn công làm gì cả. Sau một tháng, quân Ai Du đầu hàng vô điều kiện, liên minh phía Bắc tan rã và cuộc chiến chống lại triều đình của họ thất bại. Về phía Enomoto Takeaki, tàn dư cuối cùng của mạc quân, nay đã rút về Hokkaido. Tại đây, Enomoto cùng với các người cố vấn người Pháp thành lập lên nước Cộng hòa Ezo theo kiểu Hoa Kỳ. Enomoto được bầu làm tổng tài, tương đương với chức tổng thống, với tỷ lệ phiếu bầu cao. Cộng hòa Ezo cố tiếp cận với các công sứ nước ngoài hiện diện ở Hakodate, ví dụ như Hoa Kỳ, Pháp và Nga, nhưng không có được bất kỳ sự công nhận từ quốc tế hay ủng hộ nào. Trong suốt mùa đông, họ củng cố bố trí phòng vệ xung quanh phía nam bán đảo Hakodate, với pháo đài mới Jiryokaku ở trung tâm. Quân đội được tổ chức dưới quyền chỉ huy Pháp-Nhật, Tổng tư lệnh Otori Keisuke và cấp phó là đại úy Jules Brunet được chia thành 4 lữ đoàn và mỗi lữ đoàn do một hạ sĩ quan của Pháp chỉ huy Fortant, Malin, Cazeneuve, Beaufier và mỗi lữ đoàn lại chia ra làm 2 dưới quyền của chỉ huy người Nhật. Tháng 3 năm 1869, hạm đội Hải quân Hoàng gia tiến đến vịnh Mikako, dẫn đầu là tàu chiến Kotetsu. Họ có tổng cộng 8 tàu chiến. Về phía Cộng hòa Aizo, họ lên kế hoạch đánh chiếm tàu Kotetsu. Chỉ huy hạm đội Hoàng gia một cách bất ngờ, vì thế 3 tàu chiến bao gồm Kaiten, tàu chỉ huy của Shisakata Toshizo, cùng 2 tàu khác nhau là Baryu và Tauka, được lệnh bất ngờ tấn công Kotetsu. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với họ. Tàu Takao thì bị hỏng động cơ, tàu Baryu thì bị lạc khỏi đoàn và sau đó đành quay ngược về Hokkaido. Và chỉ có tàu Kaiten là tham chiến thành công bằng cách bất ngờ hút vào mạn tàu Kotetsu và sau đó để lính nhảy sang bên kia tham chiến. Sau khi bị bất ngờ, Kotetsu lập tức đáp trả bằng súng máy, khiến Kaiten phải thoái lui. Và dù bắn bị thương 3 tàu của triều đình, Kaiten rốt cuộc cũng phải rút lui mà không làm được gì Kotetsu. Kaiten chạy được về Hokkaido, nhưng tàu Takao vốn động cơ bị hỏng thì không chạy kịp và bị quân triều đình bắt được. Hải chiến vịnh Mikayo kết thúc với thắng lợi dành cho quân triều đình. Sau thắng lợi tại vịnh Mikayo, triều đình tiếp tục gửi một hạm đội lớn bao gồm 7.000 quân tiến về phía Cộng hòa Ezo. Họ đổ bộ xuống Hokkaido vào tháng 4 năm 1869 và nhanh chóng chiếm được vị thế quan trọng. Cuối cùng bao vây hai chốt chặn là Goryeokaiku và Benten Daiba bên ngoài thành phố Hokodate. Đây là trận đánh quyết định số phận của Cộng hòa Ezo. Đích thân Enomoto Takeaki tham chiến. Bên Cộng hòa Ezo có 3.000 quân và 11 tàu chiến, còn quân triều đình có 7.000 và 10 tàu chiến. Trận chiến kéo dài nhiều ngày và diễn ra đồng thời trên cả bộ lẫn trên biển. Hishikata Toshizo, thủ lĩnh hiện tại của Shinsengumi, cũng tham gia trận đánh này và kết quả là tử trận. Kết quả của trận đánh là quân triều đình thắng lợi chỉ với hơn 700 thương vong, mất 2 tàu chiến, còn Cộng hòa Ezo, tàn dư cuối cùng của mạc phủ mất 1.300 người, 400 người bị thương và còn lại bị bắt sống, kể cả Enomoto Takeaki, mất đến 8 tàu chiến. Thắng lợi này đã cáo chung cho số phận của mạc phủ Tokugawa và chính thức đem lại quyền cai trị cho thiên hoàng, vốn đã bị rơi vào tay tầng lớp võ sĩ hàng trăm năm nay. Cuộc chiến tranh Mậu Thìn thực chất không phải là một cuộc chiến đẫm máu hay quy mô quá lớn, có rất ít cuộc giao tranh trong toàn bộ cuộc chiến và quy mô thì cũng nhỏ. Trận đánh Toba Fushimi là cuộc giao tranh lớn nhất giữa Mạc Phủ và Duy Tân Nghĩa Sĩ. Mặc dù thế, tầm quan trọng của cuộc chiến này không hề thua kém bất kỳ cuộc chiến lớn nào trước đó, như chiến tranh Genpei hay trận đánh Sekigahara chẳng hạn. Bởi vì cuộc chiến này đã góp phần giúp cuộc Duy Tân Minh Trị thành công, đem quyền lực trở lại với Hoàng gia và là tiền đề cho việc hình thành đế quốc Nhật Bản hùng mạnh. Cuộc chiến này cũng chấm dứt hơn 270 năm cai trị của Mạc Phủ Tokugawa nói riêng và hệ thống Mạc Phủ phong kiến nói chung. Vì lẽ đó mà cuộc chiến tranh Mậu Thìn này luôn được xem như là một trong những cuộc chiến có vai trò quan trọng nhất trong lịch sử Nhật Bản. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!